Hiện nay, trước những yêu cầu phát triển mới và nhìn nhận những khó khăn từ đại dịch COVID-19, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế. Tại Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26, Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1658 QĐ-TTg ngày 1 tháng 10 năm 2021, phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Những lô mô hình kinh tế cụ thể thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có kinh tế tuần hoàn cũng đang được nghiên cứu, tạo thuận lợi hướng tới thúc đẩy chuyển đổi xanh ngay trong quá trình phục hồi kinh tế. Quá trình chuyển dịch từ nền kinh tế nâu sang nền kinh tế xanh khó có thể đạt hiệu quả cao nếu thiếu sự đồng thuận, chủ động thực hiện của cộng đồng doanh nghiệp. Thực tế, các dự án FDI bắt đầu có những chuyển hướng rõ nét. Chẳng hạn, một số dự án năng lượng sạch đã được cấp phép trong thời gian gần đây, như dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu thuộc Trung tâm Nhiệt điện LNG Bạc Liêu, vốn đầu tư đăng ký 4 tỷ USD năm 2020, hay dự án nhà máy điện LNG Long An 1 và 2, tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD, với mục tiêu truyền tải phân phối điện trên 3,1 tỷ USD, với mục tiêu truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện tại Long An năm 2021. Sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế xanh, sản xuất xanh ít nhiều tạo được những tác động lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam. Một mặt, mô hình khu công nghiệp sinh thái đã được quan tâm nhiều hơn, đi kèm với hoàn thiện chính sách liên quan cũng như sự gia tăng đầu tư của các doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp. Ví dụ như khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền hay các khu công nghiệp được lựa chọn là khu công nghiệp sinh thái trong khuôn khổ dự án, triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu. Mặt khác, ban quản lý các khu công nghiệp cũng nhìn nhận tích cực hơn về vai trò của bảo vệ môi trường như là một yếu tố tiên quyết để thu hút FDI. Trước đây, bảo vệ môi trường thường được nhìn nhận với tác động làm tăng chi phí, do đó không đồng nhất với lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, các khu công nghiệp hiện đã quan tâm hơn đến sàng lọc, đánh giá tác động môi trường nhằm đảm bảo dự án đầu tư sẽ thân thiện hơn với môi trường.